Chiều nay ngày 18 tháng 10, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà, tháng 10 năm 1967, tháng 10 năm 2022. Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi và các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo cán bộ, nhân chứng Đặc khu ủy Quảng Đà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, gồm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng chủ trì buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng 55 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà. Cách đây 55 năm, xuất phát từ thực tiễn đấu tranh cách mạng ở Quảng Nam và Đà Nẵng, tháng 10 năm 1967, khu ủy khu 5 quyết định hợp nhất tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng thành Đặc khu ủy Quảng Đà và phân công đồng chí Hồ Nghinh giữ chức bí thư đầu tiên của Đặc khu ủy Quảng Đà. Có thể nói đây là một quyết định hết sức đúng đắn, giúp tập trung nguồn lực kháng chiến hiệu quả hơn ở một địa bàn trọng điểm là Đà Nẵng. Từ đó, Đặc khu ủy đã tập trung lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên một chiến trường gian khó ác liệt và bậc nhất của khu 5 và của cả miền Nam. Với công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đặc khu ủy và những quyết định đúng đắn, sáng suốt và kịp thời, quân và dân Quảng Đà đã tiến lên giải phóng Đà Nẵng, tạo tiền đề và góp phần quan trọng cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng ta luôn ghi nhớ thành tựu của ngày hôm nay là máu xương, công sức, trí tuệ của bao nhiêu thế hệ đi trước. Thay mặt cho lãnh đạo hai địa phương, tôi xin được bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng, liệt sĩ, các cán bộ, chiến sĩ, những đảng viên của Quảng Đà năm xưa đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và quá trình xây dựng, phát triển quê hương. Đó là động lực và là những tấm gương để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, quyết tâm giữ vững thành quả của cha ông để lại và tiếp tục xây dựng và bảo vệ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam ngày càng vững mạnh và phát triển. Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương, những năm qua thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam dù chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, nhưng vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành, sẻ chia, cùng hỗ trợ, hợp tác với nhau để phát triển đi lên. Từ xuất phát điểm ban đầu còn thấp, đến nay cả thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đều đã có những bứt phá mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, không ngừng nâng cao đời sống người dân. Lãnh đạo hai địa phương cũng mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cán bộ Đặc khu ủy Quảng Đà năm xưa bằng kinh nghiệm tâm huyết của mình tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đóng góp ý kiến để thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tiếp tục có những định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.